Yayet Movita. Con này là Movita nha. Nấu cực kỳ phê. Đó. Con này là xe mình dọn mới full theo dàn áo của Roxy. Tan 46 nha cả nhà. Số seri Movita, hộp sách theo xe đầy đủ nha mọi người. Đó. Con này là mình bán 400. 400 mấy chục triệu nha. Anh em mà quan tâm nhấc cái máy lên. Alo cho mình. Xe là cực kỳ đẹp nha anh em. Đó. Xe này là thanh lý hải quan sang tên toàn quốc nha. Cái này là có bô zin theo xe nha anh em. Tại mình gắn cái bô nó vô mình nổ chơi thôi. Nhưng bán là mình bán bô zin cho mình, không bán bô này nha. Rồi anh em nào quan tâm những cái dòng da dép hay thì xe xịn pháp lý chuẩn sang tên toàn quốc thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha. Số điện thoại của em đây nha, đây cho cả nhà. Và xin nhắc lại nha, em chỉ xài đúng một số điện thoại Zalo, số này số tứ quý ba duy nhất nha. Đó, kẻo lừa đảo nha anh em. Và số một số điện thoại duy nhất và một số tài khoản duy nhất. Số tài khoản 99696 Sacombank nha anh em. Anh em không có cặp cặp lung tung và cũng tránh trường hợp lấy hình ảnh của mình đi lừa đảo nha cả nhà. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn.